Chào cả nhà nha. Cả nhà ơi, hôm nay mình chiên mắm ăn cả nhà. Mắm lóc nè, mắm lóc ở nhà mình làm á. Bây giờ mình lấy ra một khúc đậu mình chưng. Mà có mình ăn à, cho nên là ăn mấy có mấy 2-3 lần gì đó cho nên nó giật chỉ có nhiêu thôi. Mắm này mình làm nè, làm nhà. Mình chưng cái này khúc đầu nè với khúc đuôi đi. Khúc đầu không thì hơi ít. À, mình chưng khúc đầu với khúc đuôi. Mình khuấy nước cả nhà. Mình trao đường mình bỏ vô. Mắm này thì nó chưa có ăn ngon bằng mắm người ta làm tại vì mình mới á. Mình cũng muốn ăn khúc đầu với khúc đuôi vậy nè để mình chưng. Cả nhà mình cũng có một miếng sườn non nè, ăn lát mình chiên hai đứa con với miếng thịt này mình đi ra mình hái đồ đũa để mình xào. Rồi còn miếng xương này thì mình nấu với canh cái này, cái trái dưa hấu non á, người ta tiễn á, người ta cũng như một giây là nó nhiều trái cho nên là người ta hái bớt chừa cho nó nhanh lớn á, nó canh với xương. Vậy mình ăn mắm thì mình để mình đi ra vườn á, cả nhà mình kiếm rau đồ đậu gồng đồ vô để mình ăn chấm mắm mình ăn. Rồi đi hái đậu đũa để vô xào. Bây giờ mời cả nhà theo mình đi ra ngoài kia hái đậu đũa nha. Tại vì chồng thì ăn một lần nó cũng không hết đâu cho nên là mình ở nhà mình có thì mình ăn. Đũa cả nhà ơi, hôm nay nó cũng bự nhiều lắm á. Chiều mình lấy nước cơm mình tưới nè, hôm nay không có tưới, hôm nay mình thấy nước ngập mà mình không có tưới. Quá ngon, siêu dài, đậu đũa siêu dài, thấy ham. Ủa, bữa nay bự rồi, quá chừng luôn à. Bao làm đứt hết. Ủa, bữa nay có mấy trái nó hơi bự nè, hả? Đi con. Đi con nha, dài cái nè. Nó màu tím. Khoác tài màu tím. Ồ nè, cả nhà ơi. Nè, ăn được rồi. Này, tại lá nó màu tím vậy đó. Thì mẹ cũng đâu có biết. Mình cho cái gỗ ra đây đi, mình để vô đi. Quá từng hay ham luôn. Hôm nay bự nhiều lắm cả nhà, ăn không hết. Cái này nó bị đều đều rồi mình hái luôn. Cái này nhiều quá cả nhà ơi. Ừ. Nó hơi bị sâu mình hái luôn. Trời ơi. Thiệt chứ hái không nở luôn á. À. Sao cái chòm này trái nhiều vậy? Trời ơi. Cả nhà ơi, mình hái cái đâu mình tiếc cái đó luôn á, thấy ham. Ở
Rồi sẵn đây mình hái nhiều nhiều luôn, mình coi cá nào ấy, mình hái nhiều nhiều mình cho má mình luôn. Vô mình lựa cá nào xấu xấu mình ăn, cá nào ngon ngon thì nên cho má mình. Rồi cả nhà, nhà xem cái chòm này cá nhiều nhắm đi. Gọi gặn cho cả nhà xem nha. Đậu này cả nhà. Ánh lòng thầm lùng thầm dưới đất à. Nhiều lắm cả nhà ơi. Chính là mình trồng đậu này là mình ham luôn á. Mình hái nè. Nó vừa dài nữa mà nó vừa tốt nữa. Vừa trái nhiều nữa. Rồi qua bên kia thử coi. Còn nữa mình hái. Khi nào nó tản này rồi cái bắt đầu mình tỉa đậu que, đậu que vô đây này cả nhà. Gái mình nó cũng thích ăn đậu que đậu đũa xào lắm. Mình vô trong cái khu vườn nhà mình, ấu hành với gừng rồi vô mình chiên mắm. Vậy kiếm rau gì mình ăn được thì mình hái mình chấm mắm mình ăn. Bây giờ mình hái bụi hành này đi, đặng mình vô mình chiên mắm với nấu canh. Mấy bụi hành, thật ra hành này mình ghim đây cũng để cho nó tươi, đặng mình ăn thôi chứ sợ nó héo á. Mình rau muống nè, rau muống cũng sắp ăn được rồi. Rồi mình kiếm lát gừng nặng mình nè, mình chân mắm. Mình lấy lát gừng này dân mình chân mắm nè, đắp lại. Rồi cả nhà ơi, mình chân mắm với hành này mình vô mình để vô mắm với mình nêm canh nữa. Cả nhà ơi, anh trai mình nó dành nó gọi quay cho mình nhổ rau rồi. Bây giờ mình nhổ mớ ngò gí này với lại đằng kia mình hái đậu rồng nữa vô cái mình ăn với mắm. Nhổ cũng được mớ ngò gí này nè, lại kia mình kiếm tài tật đậu rồng nữa vô mình ăn với mắm được. Mèo. Cái nhà đây đang mình hái nha đậu rồng ăn đã được. Nước dơ đó con, mình cho sườn non vô đây đặng mình ướp. Cái nhà mình ướp mình chiên, mình ra vô cái thau nè, mình cho tỏi nè, tỏi mình băm nè, cho chưa. Rồi mình ướp á, là mình ướp cái gói thịt nướng này cả nhà. Rồi con mình thích ăn cái gói này nướng hay chiên gì cũng được. Cái này gói thịt nướng nhưng mà mình chiên cũng được. Cho vô đây. Cái này nó có đủ gia vị hết rồi. Mình chỉ để thêm tỏi ra cho nó thơm thôi. Mình ướp như vậy nè. Bây giờ mình để đây cho nó thấm đi, gần lát mình chiên. Mình cho hành nè, hành tím mình sắp nè cả nhà. Cho vô. Rồi gừng, mình sắc gừng luôn, mình sắc lát đây.
Rồi gừng mình cũng sắc sợ xong rồi mình cho vô cái tô mắm nữa. Rồi mình cho hành lá nữa luôn. Mình cho ớt luôn. Tại này mình ăn nữa cay cay. Cho nửa muỗng bột ngọt. Mình cho nửa muỗng đường. Tại mắm này mình làm nhã nó cũng ngọt. Mình cho vô nửa muỗng tiêu đi. Mình đổ trực vậy. Hồi nãy mình cũng thấy mỡ mình xào nè, giờ mình thấy nó cũng ấy, mình lóc tan biến nè, lát mình thắng mình để vô mắm. Tô mắm mình ớt như vậy nè, cũng xong rồi, lát mình thắng mỡ nữa mình bỏ tô mỡ vô trong đây rồi mình đi chưng. Bây giờ mình cho thịt xào nè. Chứ xương mình nấu canh là mình cho vô mình ớt chung luôn, cái nhà lát mình xào rồi mình lấy ra. Bây giờ mình cho hành tím với tỏi mình băm mình cho vô đây. À, miếng tiêu nửa muỗng bột ngọt, mình xài bột ngọt là cái muỗng ăn hộp vịt lộn á cả nhà, nhỏ nhỏ vậy nè, muỗng đường, nước mắm, mình cho vô nửa muỗng hạt nêm thì mình gọt dưa hấu non để mình nấu canh. Dưa hấu này nấu canh ăn ngọt đó cả nhà. Bây giờ mình cũng gọt đưa dưa hấu non xong rồi mình đi rửa rồi mình nấu canh. Cái nồi nước sôi sẵn nè, mình bỏ mắm vô mình chưng. Để lát mình thắng tách mỡ mình bỏ vô sau đi. Rồi giờ mình cho tô mắm vô mình chưng. Mình có lót cái đồ ghế nhắc nồi ở dưới này cho nó hỏng mặt nước nè, đặng nước nó đừng có sôi, nó đừng có tràn vô á. Bây giờ mình đậy nắp lại. Chảo lên đây để mình thắng tấp mỡ mình bỏ vô mắm lên, sẵn lấy chảo này để mình xào đậu luôn. Dầu này để mình chiên thịt nè, mình chiên nhỏ nhỏ. Bây giờ hết rồi, giờ thôi mình lấy dầu này mình chiên đỡ. Mình cho thịt vô mình chiên. À, được rồi nè, mình cho vô tí tỏi đi. Cho cách mở vô tô mắm nha. Mở mở cho nó lên. Thì mình thắng mở nó cũng còn nè, cả nhà mình nó cũng có tỏi rồi thôi mà mình cho đồ vô mình xào, mình cho thịt vô mình xào. Sâu 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 mà mình xào mình ăn luôn. Mình có mấy cái cọng đẹp đẹp này mình chừa lên mình cho má mình. Bây giờ mình lọc nhiêu cả nhà, mình xào đủ dĩa thôi. Còn là mình lấy ra mình đưa cho má mình. Dưa hấu non nè. Non này nấu nó ngon hơn bí á, bí xanh. Nó ngọt. Thịt nấu canh với thịt xào đậu đậu đũa nè, mình cũng xào chung nè. Giờ mình gắp xương này ạ. À. Xào cho nó thơm á. Gắp xương này ra mình để vô nè canh. Có bắt là nước nó canh mà nó cũng sôi, mình cho thịt mình xào rồi mình cho vô mình nó canh. Vậy giờ cái thịt xào này nè mình cho vô miếng nước cho nó chín. Chín thịt. Không chín lắm cả nhà. Rồi mình cho vô mình xào luôn. Nãy mình cho xương vô rồi mà mình chưa có để gì hết. Bây giờ mình để vô muỗng muối. Vô hấu non này vô. Này. Giờ mình cho vô miếng hành lá nè. Giờ là cái nồi canh này nãy mình cũng có để muối vô muỗng hạt nêm nữa, vô muỗng đường lưng, dưa hấu non nấu với xương cũng xong rồi. Giờ mình cho hành nha. Chào cả nhà nha. Chào ông bà cô chú. Chào bà cô chú ở đây. Không. À cả nhà ơi, mình
trứng mắm với nấu canh với thịt chiên với đậu xào cũng xong rồi. Giờ mời cả nhà ăn cơm với ba mẹ con nha. Con mời ông bà cô chú ăn cơm. Mình thì ăn với mắm. Mắm với chiên xong rồi. Ba bữa nào cũng ngoài. Không kiểu quá chọc quá rau rồi sao? Chào chi? Tao lạ chào chi? Hồi nãy bố mới thấy cái tay của người ta đó. Đúng chưa? Mày cả nhà ăn miếng mắm lóc chân nha. Mắm lóc nhà làm nha. Em là... nó nhiều món nha. Mời cả nhà ăn miếng đậu đỗ xào và thịt nha. Mẹ ơi, cái này thịt con gì ạ? Heo. Heo à? Heo ở đâu? Mua hả? Ông bữa nào ông hỏi con chị. Con heo mẹ mua hả? Cái này cái gì vậy? À, nó thịt chiên. Không phải, cái này cái gì? Cái nào? Cái giò. Sườn. Cái giò người con. Sườn heo. Cái này chân đụng nó nào? À, sườn chân đi. Sao có sườn gì trời? Heo không có sườn. Cho nào, cho đó. Ui, quần ăn. Có ớt nè, hai đứa ăn. Mẹ ăn này đi. Gái mình nó thích ăn đậu xào không nhà, ăn dễ này nó ăn hết trơn. Mà thầy ăn hết luôn á. Mình thì mình thích đậu que xào hơn là đậu đũa. Qua ăn ngon không? Đã năm nay nó 12 tuổi mà theo như nó học là nó học lớp 5. Mà cái năm trước nó bị dịch bệnh á, cái mình cho nó nghỉ năm và nó học lớp 4. Nó học cũng dở lắm, học không có giỏi, học dở mình gầu á, mà hồi hôm qua thầy đọc điểm thi á, thi giữa học kỳ á. Mình nghe cũng mừng. 98 luôn rồi, nghe cũng mừng. Thấy cái canh dưa hấu non nấu với xương nha. À, cả nhà ơi, hai mẹ con mình ăn cơm đến đây cũng đã xong rồi. Cả nhà mà có xem được video á, xin cho mình một like và một lượt đăng ký và bấm vô cái chuông để mình up lên clip mới á, thì nó sẽ báo vô cho cả nhà xem nha. Cả nhà video kế tiếp nha, bye bye. Bye bye ông bà cô chú.